Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Kế phương trên có thế giới tên là Trì Địa. Phật ở thế giới đó xuất hiện ra đời để giáo hóa chúng sinh, đáng được độ. Hoặc hiệu là hữu trí huệ Phật, hoặc hiệu là thanh tịnh diện Phật, hoặc hiệu là giác huệ Phật, hoặc hiệu là thượng thủ Phật, hoặc hiệu là hạnh trang nghiêm Phật, hoặc hiệu là phát hoan hỷ Phật, hoặc hiệu là ý thành mãn Phật, hoặc hiệu là như thạnh hòa Phật, hoặc hiệu là trì giới Phật, hoặc hiệu là nhất đạo Phật. Như mười danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được trí kiến đáng đắc được khác nhau. Giảng kinh giống như biển tự, phải phổ khắp hóa đại chúng. Nếu giảng giải quá sâu, thì chỉ có ít người có học vấn hiểu thôi, đại đa số người chẳng hiểu. Tôi giảng kinh thì giảng những ý nghĩa đơn giản dễ hiểu. Nếu giảng quá sâu thì chẳng có ai hiểu nổi, đó chẳng khác gì không giảng, chẳng có ích lợi gì. Dùng phương thức giảng kinh, nhai văn nuốt chữ, chẳng có sinh khí gì. Tôi chủ trương dùng văn tự thông thường để giảng kinh, ai ai cũng hiểu được, thì đắc được lợi ích. Bất tất nói cao luận sâu, bạn giảng hay hơn, mà chẳng ai hiểu thì lãng phí công phu, lãng phí thời gian chẳng ích lợi gì. Các Phật tử, thế giới ta bà này có trăm ước bốn thiên hạ nhìn lại ở trong đó có trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau bồ tát văn thù lại gọi một tiếng ca vị đệ tử của phật ca vị mọi người phải biết trong thế giới ta bà này có trăm ước bốn thiên hạ một bốn thiên hạ là đông thắng thần châu nam thiệm bộ châu tây ngưu hóa châu bắc câu lư châu Phật ở trong trăm ước bốn thiên hạ, có trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh, ai nấy đều đắc được trí huệ đáng đắc được, biết Phật Pháp, thấy được tướng Phật. Các Phật tử phương đông thế giới ta bà này, lại có thế giới tên là Mật Huấn, như lại ở thế giới đó hoặc hiệu là bình đẳng, hoặc hiệu là thù thắng, hoặc hiệu là an úy hoặc hiệu là Kha hiểu ý, hoặc hiệu là văn huệ hoặc hiệu là trần thật ngữ, hoặc hiệu là đắc tự tại hoặc hiệu là tối thắng thân hoặc hiệu là đại dũng mãnh hoặc hiệu là vô đẳng trí có trầm ước vạn đủ thứ danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được trí kiến khác nhau. Bồ tát văn thù lại gọi một tiếng ca vị đệ tử của Phật, ca vị có biết trang phương đồng thế giới ta bà có thế giới tên là mật huấn và xuất hiện ra đời ở thế giới mật huấn để giáo hóa chúng sinh hoặc có đời hiệu là bình đẳng Phật, hoặc có đời hiệu là thủ thắng Phật, hoặc có đời hiệu là an ý Phật, hoặc có đời hiệu là khai hiểu ý Phật, hoặc có đời hiệu là văn huệ Phật, hoặc có đời hiệu là chân thật ngữ Phật, hoặc có đời hiệu là đắc tự tại Phật, hoặc có đời hiệu là tối thắng thân Phật, hoặc có đời hiệu là đại dũng máy Phật, hoặc có đời hiệu là vô đẳng trí Phật, như danh hiệu vừa nói ở trên có trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được truy kiến đáng đắc được các phật tử phương nam thế giới ta bà này lại có thế giới tên là phong ích như lai ở thế giới đó hoặc hiệu là bồi tánh hoặc hiệu là cần ý hoặc hiệu là vô thượng tôn hoặc hiệu là đại trí cự hoặc hiệu là vô sở y hoặc hiệu là quang minh tạng hoặc hiệu là trí huệ tạng hoặc hiệu là phước đức tạng hoặc hiệu là Thiên Trung Thiên, hoặc hiệu là Đại Tự Tại, có trăm vạn ức, đủ thứ danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được trí kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thủ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, phương Nam của thế giới ta bà này, có thế giới tên là Phong Ích, Như lai ở trong thế giới đó hoặc hiệu là Bổn Tánh Phật, hoặc hiệu là Cần Ý Phật, hoặc hiệu là Vô Thượng Tôn Phật hoặc hiệu là đại trí cự phật hoặc hiệu là vô sở y phật hoặc hiệu là quang minh tạng phật hoặc hiệu là trí tuệ tạng phật hoặc hiệu là phước đức tạng phật hoặc hiệu là thiên trung thiên phật hoặc hiệu là đại tự tại phật danh hiệu vừa nói ở trên có trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được các phật tử Phương Tây thế giới ta bà lại có thế giới tên là ly cấu, như lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là ý thành, hoặc hiệu là tri đạo, hoặc hiệu là an trụ bổn, hoặc hiệu là năng giải Phường, hoặc hiệu là thông đạt nghĩa, hoặc hiệu là lạc phân biệt, hoặc hiệu là tối thắng kiến, hoặc hiệu là điều phục hành, hoặc hiệu là chúng phổ hạnh, hoặc hiệu là cụ túc lực, có trong ước vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được trí kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thủ lại gọi một tiếng, ca vị Phật tử của Phật, phương Tây của thế giới ta bà này, có thế giới tên là Ly Cấu. Như lai ở thế giới đó hiệu là ý thành Phật, hoặc hiệu là tri đạo Phật, hoặc hiệu là an trụ bồn Phật, hoặc hiệu là năng giải vượt Phật, hoặc hiệu là thông đạt nghĩa Phật, hoặc hiệu là lạc phân biệt Phật, hoặc hiệu là tối thắng kiến Phật, hoặc hiệu là điều phục hành Phật, hoặc hiệu là Chúng Khổ Hạnh Phật, hoặc hiệu là Cụ Túc Lực Phật. Danh hiệu như thế có hàng trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh đạt được trí kiến khác nhau. Các Phật tử, phương Bắc thế giới Hít Ta Bà này lại có thế giới tên là Phong Lạc, hiện lại ở thế giới đó hoặc hiệu là Đảng Bạc hóa Sắc, hoặc hiệu là Nhật Tạng, hoặc hiệu là Thiện Trụ, hoặc hiệu là Hiện Thần Thông, hoặc hiệu là tánh siêu mại, hoặc hiệu là huệ nhật, hoặc hiệu là vô ngại, hoặc hiệu là như nguyệt hiện, hoặc hiệu là tấn tật phong, hoặc hiệu là thanh tịnh thân, có trong ước vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được chi kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, phương Bắc của thế giới ta bà này, có thế giới tên là Phong Lạc, nhìn lại ở thế giới đó tên là đảm bạc hoa sắc phật hoặc hiệu là nhật tạng phật hoặc hiệu là thiện trụ phật hoặc hiệu là hiện thần thông phật hoặc hiệu là tánh siêu mại phật hoặc hiệu là huệ nhật phật hoặc hiệu là vô ngại phật hoặc hiệu là như nguyệt hiện phật hoặc hiệu là tấn tật phong phật hoặc hiệu là thanh tịnh thân phật danh hiệu như vậy có hàng trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau các phật tử phương đông bắc thế giới ta bà này lại có thế giới tên là nhiếp thủ như lai ở thế giới đó hoặc hiệu là vĩnh ly khổ hoặc hiệu là phổ giải thoát hoặc hiệu là đại phục tạng hoặc hiệu là giải thoát trí hoặc hiệu là quá cứng tạng hoặc hiệu là bảo quang minh hoặc hiệu là ly thế gian hoặc hiệu là vô ngại địa hoặc hiệu là tịnh tính tạng hoặc hiệu là tâm bất động có trăm vạn ức đủ thứ danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau bồ tát đại trí văn thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật phương tây bắc thế giới ta bà này có thế giới tên là nhất thù như lai ở thế giới đó hiệu là vĩnh ly khổ phật hoặc hiệu là phổ giải thoát phật hoặc hiệu là đại phục tạng phật hoặc hiệu là giải thoát trí phật hoặc hiệu là quá khứ tạng phật hoặc hiệu là bảo quang minh phật hoặc hiệu là ly thế gian phật hoặc hiệu là vô ngại địa phật hoặc hiệu là tịnh tín tạng phật hoặc hiệu là tâm bất động phật danh hiệu như vậy có hàng trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí kiến khác nhau các phật tử phương đông nam thế giới ta bả này lại có thế giới tên là nhiều ích như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là hiện quang minh, hoặc hiệu là tận trí, hoặc hiệu là mỹ âm, hoặc hiệu là thắng căn, hoặc hiệu là trang nghiêm cái, hoặc hiệu là tinh tấn căn, hoặc hiệu là đáo phân biệt bỉ ngạn, hoặc hiệu là thắng định, hoặc hiệu là giảm ngôn tử, hoặc hiệu là trí huệ hải, có trầm và ước đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Cổ Tát Đại Trí Văn Thủ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, phương Đông Nam của thế giới ta bà, có thế giới tên là Nhiều Ích, như lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Hiện Quang Minh Phật, hoặc hiệu là Tận Trí Phật, hoặc hiệu là Mỹ Âm Phật, hoặc hiệu Thắng Càn Phật, hoặc hiệu là Trang Nghiêm Cái Phật, hoặc hiệu là Tinh Tấn Can Phật, hoặc hiệu là Đáo Phân Biệt Bỉ Ngạn Phật, hoặc hiệu là Thắng Định Phật, hoặc hiệu là giảng ngôn từ phật hoặc hiệu là trí huệ hài phật danh hiệu như thế có hàng trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được trí kiến đáng đắc được các phật tử phương tây nam thế giới ta bà này lại có thế giới tên là tiền Thiểu, như lai ở thế giới đó hoặc hiệu là môn ni chủ hoặc hiệu là cụ chúng bảo hoặc hiệu là thế giải thoát hoặc hiệu là biến tri căn hoặc hiệu là thắng ngôn từ hoặc hiệu là minh liễu kiến hoặc hiệu là căn tự tại hoặc hiệu là đại tiên sư hoặc hiệu là khai đạo nghiệp hoặc hiệu là kim cang sư tử có trong ước vạn đủ thứ danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau bồ tát đại trí văn thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật phương Tây Nam của thế giới ta bà này có thế giới tên là Tiền Thiểu, như lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Mâu Ni Chủ Phật, hoặc hiệu là Cụ Chúng Bảo Phật, hoặc hiệu là Thế Giải Thoát Phật, hoặc hiệu là Biến Tri Can Phật, hoặc hiệu là Thắng Ngôn Tử Phật, hoặc hiệu là Minh Điễu Kiến Phật, hoặc hiệu là Căn Tự Tại Phật, hoặc hiệu là Đại Tiên Sư Phật, hoặc hiệu là Khai Đạo Nghiệp Phật, hoặc hiệu là Kim Cang Sư Tử Phật những danh hiệu như vậy nhiều hàng trăm ước vạn danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được trí kiến khác biệt các phật tử phương tây bắc thế giới ta bản này lại có thế giới tên là hoan hỷ như lai ở thế giới đó hoặc hiệu là diệu hoa tụ hoặc hiệu là chuyên đàn cái hoặc hiệu là liên hoa tạng hoặc hiệu là siêu việt chư pháp hoặc hiệu là pháp bảo, hoặc hiệu là xuất sinh, hoặc hiệu là tịnh diệu cái, hoặc hiệu là quảng đại nhãn, hoặc hiệu là hữu thiện pháp, hoặc hiệu là truyền niệm pháp, hoặc hiệu là võng tạng, có trăm ước và đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thủ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, phương Tây Bắc của thế giới Ta Bà này, lại có thế giới tên là Hoan Hỷ như Lai ở thế giới đó hiệu là diệu hoa tụ Phật, hoặc hiệu là trên đàn cái Phật, hoặc hiệu là liên hoa tạng Phật, hoặc hiệu là siêu Việt chư Pháp Phật, hoặc hiệu là Pháp bảo Phật, hoặc hiệu là phục sức sinh Phật, hoặc hiệu là tịnh diệu cái Phật, hoặc hiệu là quảng đại nhãn Phật, hoặc hiệu là hữu thiện Pháp Phật, hoặc hiệu là chuyên niệm Pháp Phật, hoặc hiệu là võng tạng Phật. Danh hiệu như thế có hàng trăm vạn ức đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh đều đất được tri kiến đáng đắc được khác nhau. Các Phật tử phương trên thế giới ta bà này lại có thế giới tên là quan thưởng, Như lại ở thế giới đó hoặc hiệu là phát khởi diễm, hoặc hiệu là điều phục Động, hoặc hiệu là đế thích cung, hoặc hiệu là vô thường sở, hoặc hiệu là giác ngộ bổn, hoặc hiệu là đoạn tăng trưởng, hoặc hiệu là đại tốc tật, hoặc hiệu là thường lạc trí, hoặc hiệu là phân biệt đạo, hoặc hiệu là thôi phục tràng. Có trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, phương trên của thế giới ta bà này, lại có thế giới tên là Quan Thượng, như lại ở thế giới đó, hoặc hiệu là Phát Khởi Diễm Phật, hoặc hiệu là Điều Phục Độc Phật, hoặc hiệu là đế thích cung Phật, hoặc hiệu là vô thường sở Phật, hoặc hiệu là giác ngộ bổn Phật, hoặc hiệu là đoạn tăng trưởng Phật, hoặc hiệu là đại tốc tật Phật, hoặc hiệu là thường lạc Thí Phật, hoặc hiệu là phân biệt đạo Phật, hoặc hiệu là thôi phục tràng Phật. Những danh hiệu như vậy có hàng trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được chi kiến đáng đắc được khác nhau các Phật tử kế phương trên thế giới ta bà này có thế giới tên là chấn âm, như lai ở thế giới đó hoặc hiệu là dũng mãnh tràng, hoặc hiệu là vô lượng bảo, hoặc hiệu là lạc đại thí, hoặc hiệu là thiên quang, hoặc hiệu là cát hưng, hoặc hiệu là siêu cảnh giới, hoặc hiệu là nhất thiết chủ, hoặc hiệu là bất thoái vân, hoặc hiệu là đi chúng ác, hoặc hiệu là nhất thiết trí, có trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắc được trí kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, kế phương trên của thế giới ta bà này, có thế giới tên là Trấn Âm, như lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Dũng Mãnh Tràng Phật, hoặc hiệu là Vô Lượng Bảo Phật, hoặc hiệu là Lạc Đại Thí Phật, hoặc hiệu là Đại Quang Phật, hoặc hiệu là Cát Hương Phật, hoặc hiệu là Siêu Cảnh Giới Phật hoặc hiệu là nhất thiết chủ phật hoặc hiệu là bất thoái luân phật hoặc hiệu là đi chư ác phật hoặc hiệu là nhất thiết trí phật những danh hiệu như vậy có hàng trăm ước vạn đủ thứ danh hiệu khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được trí kiến đáng đắc được khác nhau các phật tử như vậy ở phương đông thế giới ta bà có trăm ngàn ước vô số vô lượng vô biên vô đẳng bất khả số bất khả sưng bất khả tư bất khả lượng bất khả thuyết tận pháp giới hư không giới trong các thế giới danh hiệu của như lai đủ thứ khác nhau phương nam phương tây phương bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế bồ tát đại Trí văn tù bị tâm thiết thiết sợ rằng tất cả bồ tát chẳng chú ý cho nên lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật các vị đến gần mũi phật phải viết nhờ duyên quả báo của phật đời đời kiếp kiếp cảnh giới đó giống như phương đồng của thế giới ta bà có trăm ngàn ước danh hiệu những danh hiệu đó chẳng thể tính đếm được chẳng thể lường được chẳng có bờ mé không thể dùng số để đếm không thể dùng lời để nói không thể dùng tâm để nghĩ tận hư không biến pháp giới trong hết thảy tất cả thế giới danh hiệu của phật đủ thứ sự khác nhau ở phương đông như thế còn ở phương nam phương tây phương bắc cho đến bốn hướng trên dưới sáu phương cũng đều như thế như Đức Thế Tôn thuở xưa làm Bồ Tát, thì dùng đủ thứ đàm luận, đủ thứ lời nói, đủ thứ âm thanh, đủ thứ hiệp, đủ thứ báo, đủ thứ nơi trốn, đủ thứ phương tiện, đủ thứ căn, đủ thứ tín giải, đủ thứ địa vị mà được thành thục, cũng khiến cho chúng sinh đắc được chi kiến như thế, mà vì họ nói Pháp, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa làm Bồ Tát, hàng Bồ Tát Đạo, thì dùng đủ thứ đàm luận đủ thứ lời nói đủ thứ âm thanh đủ thứ nghiệp đủ thứ báo đủ thứ nơi chúng đủ thứ phương tiện đủ thứ căn đủ thứ tin hiểu đủ thứ địa vị đều nói diệu pháp giáo hóa chúng sinh vì làm việc lợi ích cho chúng sinh cho nên hiện tại đã thành phật rồi cũng hy vọng chúng sinh thành phật khiến cho chúng sinh đang được trí huệ như thế trí kiến như thế cho nên phật vì chúng sinh mà nói diệu pháp vật vì chúng sinh nói pháp nhưng chúng sinh phải chân thật tu hành thì mới đắc được lợi ích trước khi chưa trần tránh khai ngộ đắc được trí hoạ thì không nên phóng giật giải đãi luôn luôn phải giữ quy củ tự mình quản lý mình đừng đợi sư phụ đến xem do đó sư phụ lãnh tấn môn tu hành tại cá nhân nghĩa là thầy chỉ dẫn đến cửa tu hành do chính mình nếu đã sư phụ đến trông coi thì đã muộn giống như khi ăn cơm đừng để sư phụ nói đệ tử ăn cơm khi mặc quần áo thì đừng để sư phụ nói đệ tử mặc quần áo khi đi ngủ thì đừng để sư phụ nói đệ tử đi ngủ phải tự động mình đi làm tu hành dụng công cũng như thế tự động tinh tấn mới được một số người nói ông tu ông đắc bà tu bà đắc tự tu tự đắc không tu không đắc đắc cái gì đắc được đại trí huệ có trí huệ thì chẳng còn điên đảo chẳng còn điên đảo thì chẳng khởi hoặc chẳng khởi hoặc thì chẳng tạo nghiệp chẳng tạo nghiệp thì chẳng thọ quả báo như thế thì vĩnh viễn chẳng thay đổi luật nhân quả